Mọi người chào cả nhà. Hôm nay nhà vườn mình chia sẻ cho mọi người đến cái dòng xanh Quảng Trị này. Xanh Quảng Trị là một cái dòng hoa rất là nổi tiếng và một cái dòng nói chung là coi là nó đang khá hot trên thị trường và nó cũng mắc đó mọi người ạ. Mình tách cái chậu này ra là được 4 khóm này, mình giới thiệu từng giá từng khóm mọi người mua nha. Cái đây là hai thân. Thằng này nó hơi nhỏ nhỏ xíu, con đây là toàn bộ con lá láng hàng tách hết nha mọi người. Hàng va này, cả nhà nhìn này, thân lá nó đều xanh sạch tuyệt đối hết đó nha mọi người. Hai thân đây là mình bán với cái giá là 300.000 nha, chỉ có 4 khóm thôi. Còn hai cái thân đây là nó hơi dài dài xíu, mình bán với cái giá cũng nó to hơn. Nói chung là hai thân ra là hai thân tơ là 300.000. Hai thân đây thì nó hơi banh tỉ xíu, là mình bán cũng với cái giá là 300k nhưng mà nó còn hơi to hơn. Còn cái khóm đó là 1, 2, 3 này. Cái khóm đó là mình bán với cái giá là 600.000 nha, 600k. Còn ở đây là 4 thân này, 4 thân này là mình bán với cái giá là 700k. Hàng va, hàng tắt thì nó xanh sạch tuyệt đối hết. Thì chỉ cái chậu đó là mình tắt ra được 4 khóm. Khóm đó là mình, 2 thân đó là 2 thân banh tỉ là 300.000, 2 thân tơ cũng 300k, mà 3 thằng đó là 600.000 và 4 thằng đó là 800k. Thì anh chị em nào muốn lấy khóm nào thì lấy. Thì mình rất là mong muốn anh chị em nào mà xem được cái video này, mọi người cố gắng mọi người sưu tầm lá giống cái dòng xanh Quảng Trị. Có một chậu mình tách ra như vậy thì mình mới chia sẻ cho mọi người với cái giá rẻ. Cho cái giá trên thị trường hiện tại nó đang nằm giá từ 500 đến 800.000 một thân tùy theo người bán. Cái giá nó rất là cao chứ không có rẻ đâu mọi người ạ. Thì chỉ có 4 khóm như thế này, mình hy vọng là anh chị em nào mà xem cái video mọi người nhanh tay sưu tầm chứ không là nó hết. Tại vì cái giá đó là quá rẻ rồi. 4 thân là 800 này, 3 thân là 600, 2 thân tơ ra là 300, 2 thân bánh tỉ ra cũng 300. Mọi người chỉ cần điện thoại tới số điện thoại 0911 239109